Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan đã đến thăm chúc mừng Đài truyền thanh truyền hình huyện. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài truyền thanh truyền hình huyện Ngọc Lặc đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn xác định nhiệm vụ của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ đắc lực và kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, góp phần trong việc hướng dẫn định hướng dư luận xã hội, động viên các phong trào thi đua sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhờ đó, công tác tuyên truyền ở huyện Ngọc Lặc có bước phát triển đáng kể. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ân cần thăm hỏi động viên đội ngũ công chức viên chức Đài truyền thanh truyền hình huyện, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương đến với nhân dân, nâng cao nhận thức, tạo động lực thi đua trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đã đề ra. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng mong muốn tập thể cán bộ Đài truyền thanh truyền hình huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các đề tài về xây dựng nông thôn mới, đồng thời thông tin đầy đủ kịp thời chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị trong huyện, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương đến nhân dân trong huyện, tạo sự đồng thuận chung, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã tặng hoa chúc mừng Đài truyền thanh truyền hình huyện nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam